Đệ nhất thần y, bác sĩ Lucy. Bác sĩ làm gì mà lâu thế nhỉ? Xin chào mọi người, Lucy tới liền. Mấy bạn có phải bệnh nhân thật không mà nhìn vui vẻ thế? Đâu có, đau quá đây này. Đau bụng đúng không? Để tớ xem nào. Úi cha, cậu làm tớ nhột quá đi mất. Từ từ thôi nào. Cậu quả là kỳ cục quá đi. Thế này thì tôi cười chết mất, còn khám cái gì nữa. Mà Lucy ơi, tớ đau đầu, không phải bụng nha. Vậy thì dán cái này vào. Tuyệt vời quá, khỏi rồi này. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.